cho anh chị buổi chiều nha. 14 giờ mỗi ngày trên kênh Tân Quy thì mình sẽ phát và nồi này sơn chảo bên em có lên vài ký muỗng nỉ, anh chị có thể chọn lựa nha. Mà hồi mình sẽ phát muỗng nỉ mình sẽ nói sao, chứ phát thì mình sẽ nói về nồi này trước. Ai mua đơn 500.000 thì em cho được cặp chảo. Đây cặp chảo nè. Hết rồi, hết thao Mỹ rồi. Hết dỗ Mỹ rồi. Mình sẽ lên vài ký muỗng trước chị nha. Rồi ấp rồi mất tiêu rồi. Gớt ấp hết trơn, vô không có nhiều nữa. Trời mà tàn. Thì đâu mà mắt có bức trơn kìa. Dặn nè, thứ này nè. Hai con này nữa nè, nó chắc rồi. Nhất tới liền tiết lùi gớt ấp hết. Rồi bắt đầu mình sẽ vào cái từ muỗng trước chị nha. Muỗng đầu tiên, muỗng nỉa và giá sạc. Mình sẽ lựa 10 cái muỗng cơm và giá sạc nha. 2, 4, 7 nè, 9, 10 rồi mớ qua muỗng nỉ nhỏ anh chị nha, nỉ lớn 6 mà 6 muỗng lớn đi. Hết rồi, không được rồi, 2, cả 10 muỗng, muỗng lớn 6 muỗng rồi. 2 số. Số rồi, thì em cũng ngốt vậy anh chị. Còn giá sạn 1 ký 3 nha, 1 ký 3, 1 ký 3 làm là hẹp cho dao với bát tết đó không? Từ mình đổ ký lên kìa. Giác luôn. Muỗng nhỏ cũng đẹp lắm. Ký muỗng nửa 200, giá sạn ký 3 300. Cái máy luôn. Là mình nhỏ khó căng quá, mình lớn khó căng cái lộn. Đây là 1 ký lô chị, 1 ký lô khá nhiều nha. Mình sẽ căng ngẫu nhiên vậy đó, nhưng mà mình lựa chuẩn ra là 6 cây muỗng, 6 cây 10 cây muỗng cơm, 6 cây nĩa lớn và một số muỗng muỗng miệng nhỏ anh chị nha. Và 1-2 cây dao bít tết, này đại khái nó vậy đó. Nó vô vậy là 200 ngàn, đây là muỗng cơm. Đại khái là vậy là 200 ngàn anh chị nha. 200 ngàn. Số 1 200. Cái này đẩy về đi lấy cái xa lấy số ba số này ba số kia ba số ăn tầm 2, 4, 6 cây nĩa ăn cơm đi, nĩa lớn, muỗng nhỏ lớn nhỏ lớn nhỏ, tại vì mình mua chung anh chị, mình sẽ bán theo lồng sộm luôn nha, nó có này có kia luôn. Nha bít tết 2 cây, ta đủ 1 ký lô rồi, xíu rồi. Hai trăm ngàn nha. Đổi đi. Số 1 200 ngàn. Giờ này mình nhớ lâu quá không quay muỗng nĩa bị quên rồi. Muỗng nĩa 200 ngàn anh chị nha. Số 1 đầu tiên. Số 2 200 ngàn. Số 3 tiếp tục là muỗng nĩa 200 ngàn. Thì bên ngoài bên trong cũng vậy đó, mình sẽ nói chung là căng đại khái thôi. Đây. Đủ 10 muỗng 6 nĩa chưa? Vậy đi cho khi mà không có mình ở nhà thì giờ chị Hiệp có biết đường bóc anh chị nha, đại khái cũng dễ lắm. Anh chị mua ở ngoài cũng được nha, em cũng lấy vậy luôn á. Chủ yếu là quan trọng là em lựa chuẩn cho anh chị nha. Cứ hốt cái bọc bít tết đó thì nhà lấy cho hùng bít tết đây đi. Cho anh vô. Thì bà cứ hốt vậy, em muốn cơm liền bánh này. Rồi, đây là một ký số 3 nữa nha anh chị. Tức là một cái muỗng cơm 6 muỗng nè. Rồi giờ tôi giá sạn. Giá sạn nha. Thùng giấy thì có nhiêu hả? Một thùng giấy có nhiêu hả? Có nhiêu một hai bọc giá sạn hả? Hai bọc giá sạn hả? 1 ký 3 cắt nhìn chị nha, mình sẽ lấy ngẫu nhiên, nói chung là trùng rất nhiều. Nhưng mà một cái
với chị Nghe sử dụng chung hết nha. Hai cây bánh trứng luôn, này làm bánh mình nhiều, chung là giá sạn đầy đủ hết trơn, chung là giá sạn nhiều. Đây là dây giá viên khói bự nè, cái này là bảy cái kem rồi, này gì trời, này đầu khui bia 1 ký 3 300 ngàn chị nha, 1 ký 3 300 ngàn. Em cũng lấy ngẫu nhiên vậy lên em cút ngẫu nhiên anh chị nha, chúng ta vừa ký 3 cho anh chị đây. Cái giá đâu rồi, cái sạn hết trơn, không sạn cái gì, sạn như vậy bỏ đổ mới được, cái này đổ mới được, rất khó lắm đó. Cái này đây là bồng nè anh chị nha, cái này bồng nè nè, ba còn 100 gram nữa rồi, cái này chép bỏ ra đi, dao bỏ bên bên dao đi. Rồi ok, cái 3 nha chị, 300 ngàn số 4 nha, 300 ngàn số 4, 1 cái 3 chị nha. Nó bán gì nó đổ chơi à, đổ gì rất là nhiều ký lô, 300 ngàn rất nhiều chị nha. Giờ mình sẽ lên chị tìm nồi nha, tại vì có sạc thì chắc lựa thêm số á, thêm số 4 5 đi em lựa. Nó kém nè, ghê quá. Mép đâu ra? Ở đâu ra? Trời ơi, bán bao nhiêu tố? Nghe lộn á. Mấy ép chưa có đâu. Mấy ép trái cây chưa có, vài bữa mới có. Nói gì không mình chạy. Không luôn. Bữa nào đi. Chừng nào có lên video đi, hẹn trên video đi. Bữa nào tôi quay đi, tôi đề đó, ông coi tôi đề đó. Bữa nào chắc tôi quay là lên tiêu đề gì đó là anh lấy rồi. Ý không hát được có đâu bán. Đây là 1 ký 3, 300 ngàn chị nha, số 5. Chờ 300 ngàn đi, 500 ngàn. 300 ngàn số 5 chị nha. Rồi, mình sẽ qua bên nồi nào, nồi nuôi thêm chảo. Nói chung đại khái là 1 kg nó vậy đó chị, nó đại khái vậy thôi chứ cũng có khác biệt gì đâu. Thứ ba 300 ngàn chị nha. Rồi giờ mình qua cái thứ nồi nuôi xoong chảo. Cái đầu tiên là cái nồi hấp nha chị nha, cao. Cao lắm. Con này dày dặn nó trời luôn. Đẹp. Thứ rồi. Dùng từ anh chị nha, dùng từ. Đường kính là 21 phân. Sau lòng là 20 phân, con này dày dặn chị nha. Cân nặng cũng chuẩn lắm chị. Cái này là 500 chị nha, số 06 500. Rất dày dặn nha, chuẩn Nhật luôn. Kem Nhật nó còn là bị ca bay luôn. Rồi tiếp theo, cái này hay đỏ trong nè. Còn mở lắm đỏ nha. Đường kính là 23 phân. Sau lòng 13 phân. 13 chị nha, hình đầu nha. Con này giống này hấp bánh bao gì. Con này là 300 ngàn. 300 ngàn anh chị nha. 300 ngàn. Tiếp theo số 8. Này là lục gà là ok, dùng từ anh chị nha, dùng từ 21 nhẹ là mình bán giá bóp nhẹ nha. Đây, 21 nhẹ nha, còn rất sáng. Giờ đó chung chuyện nó vẫn trắng động anh chị, đường kính là 30 phân nha. Sau lòng là 26 phân. Khá bự. Con này là em sẽ bán giá 350 cho anh chị nha. Giá mớp đó anh chị, giá nguyên là tính 400-500 ngàn. Số 9, con này rất đẹp nha, dày cũng tối nha, hai đáy.
Heo này dơ nha chị, ăn dơ nha, dơ keo thôi. Chứ không bị dính hết trơn, con này rất đẹp. Đường kính nó là 22 phân. Sau lòng 12 phân nha, 22 sau lòng 12. Con này là 400. Lẩu anh chị ăn thành lẩu được. Nặng lắm không? Dưới mấy nữa. Tiếp theo số 10 nha. Cái quánh này hơi bị mớt nha. Mớt anh chị nha, mớt. Đường kính 19 phân, sau lòng là 10 phân. Cái này 250. 250 số 10 nha. Cái số 11 kìa. Cái này rất đẹp, quánh rất cao nha. Hai đá. Đường kính 20 phân, sau là 14 phân nha. Con này là 250. 250 chứ mà cao nha. Dạ con này. Con này đẹp quá, cái nồi này đẹp quá, bự lắm. Luộc cả hai con gà được thì ca dùng từ nha. Nhắc từ là Mỹ á, không hết từ không dùng từ ai đắp dùng từ được á. Đường kính 27 phân. Đây là 15 phân nha. Con này có tao hấp nữa, hành hấp bánh bao đi. Con này 500. Số 12. Khá bự nha. Tiếp theo, con này nó cũng gây nóc nha. Con này thì cũng dày. Dùng từ luôn chị nha, mình lẩu được. Mình lẩu này khá to. Đường kính 28 phân. Sau là 11 phân nha. Con này là 450. Hai mỏng. Số 13. Khá to nha. Số 14. Con này thì hơi bị móc nhẹ đây. Này chung là móc nhẹ, cũng trắng, dùng tơ cho nha. Dùng tơ 28 phân, sau lòng 9 phân. Con này là 350. Số 4 350 nha. Con nó nhỏ, con mắt nó lớn, rồi nó dày nha, con này nguyên khối đẹp vậy. Hai đáy dày nha, hai đáy lò dày. Con này nguyên khối, có hai đáy thôi nha. Đường kính nó là 18 phân, sau lòng là 9 phân. Này 250. 250 chứ là. Tiếp theo con bánh tiếp theo còn hai mớp nhẹ nha. Coi đường kính nó khoảng 18 19 phân, sau lòng là 6 7 phân. Này bán 200. 200. Có qua sử dụng chị nha, không phải mới. Mình nhập về nhiều không có Mỹ nha, chị là Mỹ nó Mỹ. 17. Con nồi kỳ lạ, cái này lỗ anh chị. Đáy đồng nha, bị chùi mất cái phần đồng mới rồi nhưng vẫn còn đáy đồng anh chị, đất đồng. Cái nồi này là chuẩn nhà kia anh chị, đường kính là 24 phân, sau lòng là 9 đến 10 phân nha. Nắp cái chắc lai vừa cải đi, nó đầy dừa được rồi. Này 350. Đầy dừa được anh chị ơi. Dạ. Lai không lai vậy quá. Đầy dừa được rồi, đầy dừa cũng vậy. Đây là bánh bánh đá nha chị nha, bánh đá cái nắp rồi, nắp này phải nắp luôn nè. Dùng từ nha, bánh đá dùng từ anh chị. Nồi đường kính khoảng tầm 18-20 phân nha, cao 8-9 phân. Bánh đá này 300. Bánh đá nha, số 18. Này tốn bún luôn. Thì cái nồi vô mình kiếm nắp điện vô. Cái này nó bị nắp lai nè, nhưng mà dễ cưng hết. Đầu gót nè ra luôn chị nha, này nhỏ xíu xìa. Này em bán 150 nhỏ xíu nha, đường kính 15 đến 16 phân nó lại nắp lai nè, 150 nha, nhỏ xíu xíu. Bánh này của Nhật nha, của Nhật nguyên khối anh chị, rất là dày nha. Cái này của Nhật là nguyên khối luôn. 21 phân, sau lòng 9 phân. Con này là 300. Nguyên khối nha, còn rất đẹp, số 20. Để chảo anh chị nha, để chảo.
Đây là cái chảo này bị lấy cho tôi một cái rồi chùi cho mày. Lấy cái báo gì đó cho chùi đi. Chùi đó. Tiếp theo là số 21 chị nha. Số 21 là cái chảo mình mới chùi nè. Chùi lại thôi quay nó vẫn bóng mịn nha. Đã qua sử dụng nè, có những vết xước như chị nha. Cái con này không từ nha. Con này bán 200. Khẩu rất to nha, 200 số 21. Đã qua sử dụng anh chị nha, không phải hàng mới nha. Nhưng mà bán giá rất là ưu đãi luôn chị, đường kính 28 phân nha. Sau lòng là khoảng 6 phân nè, 221. Con này cũng đẹp trai lắm ta. Này cũng là mình màng tươi mát lại không dùng từ nha, hàng có thương hiệu nè. Của Nhật anh chị nha, đã qua sử dụng. Đây là có tem nè. Đường kính của nó là 27 phân, sau lòng là 6 phân. Con này 250 anh chị nha, 250 dày hay con nãy chút. Cũng là 27 phân, con nhỏ, 250. Con này mình chùi coi. Con này giờ nó bị trắng nhách kìa ta. Phải lau cái bụi gì á. Con này dày rửa là gì anh chị, nó bị trắng dính dơ gì đó, nhưng mà nó rất là mịn nha trời. Con này mịn ghê luôn, không dùng từ cái xe nha. Con này cũng khá là nặng anh chị, 250 cái xe nha. 250 đường kính to lắm nha, con này cũng khá là to. 28 7 phân 28,5 58 rồi. Con này bao mớp luôn, bao mớp bán rẻ anh chị xài đỡ nha. Con này dùng từ rất đẹp nè, không chung lòng. Nó mớp hình như giống như bị gỡ đi gỡ về vậy bẹp. Ơi nó dùng từ đẹp nè, sau lòng nè, nó cũng đẹp chuẩn lắm chị. Dùng này mình chùi luôn, nó chùi cho nó sạch thôi nha, chứ không có nổi đâu. Dùng từ anh chị nha, con này cũng khá to, lòng đẹp, đường kính 29 phân, sau lòng là 9-10 phân nha. Con này thì 300, bên trong nó còn đẹp đó. Đây là sâu lộng đó chị. Con này là có tường nha, con này có bánh rất đẹp luôn chị. Con này bơm về hả, đường kính 19 phân, sâu lộng 250 anh chị. Trời ơi, mắc bơm về nó tan nát vậy hả bẹp. Vì đâu mớp mé gì mấy hương rồi trời. Con này không từ anh chị. Con này cháy gan nữa. Con này kho được anh chị, chụp không dùng từ dùng lửa nha. Con này thì chắc nó dơ, nó phần nó cũng bao sử dụng. Nó bị đỡ nè. Con này bán rẻ 22 phân nha, sau lòng 150 nữa nha. Cái này là kho cá hết sách luôn. Mà coi cũng rất là tốt. Con này có từ nha, con này trong hơi chóc nè. Hơi chóc nhưng còn đẹp lắm, mình bán giá 200 ngàn cho anh chị nha. Số tại 27, 200 ngàn. Chả này to lắm nào bẹp. Trời ơi, chả này có nước nào vậy. Là mình ăn trời, sắp tao không nổi. Chùi cho nó bụi ra. Ây da, con này có từ hôm nay. Có từ đó bẹp ơi, có từ mà như vậy nhôm như vậy trời nặng chết. Ở trời cái tư luôn á, đường kính là 30 phân nha, sâu lòng là 9 phân. Con này là hơi bự nè, cũng qua sự hơi xước nè, mà con này rất là nặng nha. Này em bán chị nha, 400. Nước Nhật chị đâu mà dày với trời, có thương hiệu nữa. Con này nảy nặng ghê, trời chiên bao ngon luôn. Con chả thay đỏ nha, nhưng mà nó rất to anh chị, nó đỏ nhưng mà rất mịn nha. Con này nó đỏ hơn chứ rất là mịn. Đường kính con này là 29 phân, sau lòng là 6 phân nha, có từ anh chị nha. Con này bán lỗi 200, đỏ nha, lỗi đỏ, lỗi đỏ, nó dày lắm chị, gần ký luôn. Con 30 này thì nó dày áp sức thì hẹp tới 30 thôi. Cái con 30 này thì nó cũng dùng từ, không dùng từ nha, con này thì nó cũng đỏ nhẹ sức cái này. Hai con bán 200 luôn, em bán áp sức nha. Rồi tới qua áp sức 10 con. Đây là con áp sức nhôm anh chị. 2kg 2kg mốt nha, con ế toàn tập luôn chị, ế toàn tập luôn, năm có 3 lít 3 lít rưỡi gì đó, nhưng mà nó bị cái vấn đề cái con nha, là bị ế gan hình rất là dày, nhôm rất là dày nha. Cái này là rất là đẹp luôn chị, đây nè, nhưng mà nó bị gắt cái gan này, cái vỏ này xíu nè, chuột cắn nè. Con này em bán giá sát lên chị luôn là 500 ngàn nha. Con này con 500 ngàn cuối cùng em xuống ít xuống rồi đó. Con này 2kg mốt nha, 500 ngàn chị nha. 3,5 lít nha, 3,5 lít. Còn tiếp theo nhôm đi trước đây, có hai cái nhôm mà. Cái con nhôm này là
6 lít chị nha, của Pháp. Pháp nha, chứ phải của Nhật luôn, Pháp. Đây là ấn luôn nè, ấn ban luôn chị nha. Của Pháp model này, made in ban luôn nè, made in Maden in ban luôn nha, cũng là của Pháp luôn. Nhưng mà mình cũng không bao gồm cho cái con này thì có lòng hấp luôn. Nó bị ta sử dụng nên ta làm cũng chạy xước này, nhưng mà không ok đó. Chung là vẫn ngon lành, cành đào. Cái này con quá nè, con nó còn trắng anh chị nha. Nói chung đủ được chơi luôn. Con này em bán là 800 Pháp, 6 lít nha. 6 lít bình 2 800. Rồi tới nồi nắp. Đây con này dở được. Con này là 3 lít nha anh chị nha. 3 lít nè, cũng nhật chuẩn luôn chị, con rất là dày nha. Con này ok luôn nè. Em chỉ bao đủ đồ, em không bao gom chị nha. Tại vì em không có thời gian, với con nó có nhiều câu chuyện lắm. Đây là nước. Đây là cái nút mà bên đây là hầm rau củ, đây hầm thịt nha. Nó có hai chức năng, đây là mở được nha. Con này mở này được. Con này là 750 anh chị nha. 750, dầm này mắc lắm. Con này 6 nha, 3 lít 750, con này rất dày. Phải nặng. Đâu? Chứ mắc cái gì vậy? 34 đâu? Gì đến mấy à? Mình lấy 34, 33, 34, 35. Ghi có năng lực ha. Em quay đầu lại số 33 chị nha. Tại chị hiện băng gian quá à. Bà sợ bà mệt lắm gì. Bây giờ là bà đuối gì cho nó mau cái gì. Cái nóc này 5 lít rưỡi nha anh chị nha. Dùng từ nha. Con này cũng ok, đầy đủ được chơi nha. Con bọng ok chị nha. Đây nè. Con này em bán 700 anh chị nha. 700 5 lít rưỡi. Một đáy nha. Một đáy dùng từ. Nặng quá, còn nó nặng cầm một tay cũng xỉu xỉu. Con này nó chưa à, con này bị lỗi cái nút xà hơi nè, nhưng mà sử dụng vẫn được nha anh chị em. Có thể nấu trong 5 đến 10 phút tự nó lỗi cái này nè, là bấm nút không lên nè. Con này bán 600 cho anh chị lỗi nha. 600 3 lít nha. Con này chuẩn nhật luôn, nó bị lỗi phần nào mình mới sợ nó không nói dở lên. Cái 34 600 nặng quá, 3 lít nha. 35 giờ nặng cái vậy, con nào nó dở không lên vậy đó. Con này nóc nha, khoảng tầm 3 đến 4 lít, 3 đến 8 nha. Made in China, nhưng mà hàng nè xuất Nhật anh chị nha. Made in China xuất Nhật còn mới tanh nè. Con này mới rất là mới, gòn rất là mềm dẻo anh chị. Bọn ok nha. Con này là 700 luôn. 35 nha, 3 đến 8 nha, hàng xuất Nhật nha. Nhưng mà cũng chuẩn rất đẹp. Con này gòn ok nè, nhưng mình không bao nha. Mình chỉ nói là cái vấn đề mình chỉ diễn tả thôi, chứ mình không có bao chị nha. Nên là cái nồi này cũng khá đẹp. Nồi này dày lắm. Nồi này là made in China khắc luôn 3 lít 8. Mà con này không đẹp bằng con nãy, nhưng mà dày hơn nha chị nha. Con này bên trong thì nó không đẹp bằng con nãy, nhưng mà nó dày dặn hơn. Nên là gom bọng nè. Con này còn chuẩn lắm, mình không bao nha chị nha. Nhắc lại mình không bao gom, bán có 6-700 ngàn nó lại à. Con này 700 luôn nha. Con này cũng 3 lít 8 luôn, gần 4 lít. Mình bán giá là không bao gòn nên chị em thông cảm cho mình nha. Nhưng mà mình nói là mình để lựa cũng chuẩn nhất có thể. Gòn bọng là ok, nói chung là nút dặn là cũng ok nè. 37 700 ngàn. 38. Con này 3 lít nè, 3 lít 3 lít rưỡi nha. Dùng từ để em nhóc dùng từ được chị. Gòn bọng này nhìn thấy rất là chuẩn nè, nhưng mà mình không bao nha. Con này 3 lít nha, bán 500. Mình chỉ nói là nó chuẩn như thôi, chứ mình không có khả năng nữa mà kiểm soát vấn đề gôn của nó. Họ thử cũng có thời gian nữa. Anh chị em có thể mua hên xui nha, giá rẻ 500 ngàn. Có được nào sức 3 lít xài nha. Cái con này con 39. Anh em nặng cái gì bà hẹp. Dạ. Trời trời con thấy ghê vậy. Con này thấy ghê lắm luôn á nha anh chị nha. 700 cái dính nó bị chóc hết trơn anh chị. Cái gì bị tôi đốt khét anh chị. Cái này ở trong cái ngoài nắp. Em bán giá lỗi cho anh chị nha. Em bán con này 500 ngàn cho anh chị xài luôn nha. Anh chị về trà có bằng chóc nhín đi, hoặc là sử dụng luôn vẫn được nha. Em bán 500 ngàn, con này khá to và hẹp phải không. Con này là hàng Dohiha. Chung là chuẩn nha. Hàng này chuẩn nha. Nhưng mà cái chóc nhín nó bị lỗi rồi. Bị dơ quá, bị cột, bị xấu quá. 39 nè, 500 ngàn. Em sẽ không bao bao ship anh chị nha. Cái con này là không chuyển khoản được nha. Chuyển khoản cho mình thêm 30 ngàn hết cho anh chị nha. Rồi con này 500 ngàn. Mình chưa, mình
này nặng lắm nha, mới chơi bao ship được. Hồi nãy xịn lắm luôn á, nhưng mà do trong dính nó xấu thôi. Sao nó chịu mấy. Con này 5,5, đây là cái lửa cái đó hay gì đồng hấp nó hả mẹ. Cái hấp của nó nè. Cái này hấp nó nè. Con này 5,5 chỉnh đó chị, đẹp nha. Cái này bơm nè. Con này á là cuối cùng là 750 nha. Số 40. Con này 5,5 thì bơm chị. Mình sẽ gặp chị em vào 14 giờ mỗi ngày trên kênh Tâm Nguyên nha. Và hẹn gặp lại chị.